Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Trong những chuyến du xuân đầu năm mới Nhâm Dần, hôm nay ngày mùng 9 tháng Giêng, tôi trở lại thăm vườn anh Duy An, địa chỉ tại xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Vâng, chào anh Duy An nhé. Vâng, chào bác Sinh nhé. Tại hiện thời tiết hôm nay rất là lạnh và lại mưa, có thể gọi là dùng từ mưa xuân vì mưa nó lất phất nhỏ nhỏ, nhưng mà làm chương trình cũng vẫn làm được. Đầu xuân năm mới tôi có đến thăm vườn anh thì cũng là chúc anh cùng với gia đình một xuân mới thật nhiều sức khỏe, đón một cái xuân Nhâm Già dần thật là ấm áp và hạnh phúc. Và chính thức năm nay là anh đã lên chức chức bố, chức gọi là bố cu đấy. Vâng, thì là anh cũng có một cái thành viên mới trong gia đình và có một cái niềm vui mới. Gia đình thật là ấm áp và hạnh phúc. Vâng, cháu cảm ơn bác Sình nha. Cháu nhận lời cháu xin chúc bác Sình cùng gia đình nhiều sức khỏe, năm mới gọi là vạn sự như ý. Vâng, cầu được ứng thối bác nha. Vâng, cảm ơn anh. Chúc tất cả anh em lang cười trên cả nước ấy là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và sưu tầm được nhiều tác phẩm đẹp. Vâng. Và anh Duy An liên tục được đổi mới trong không gian vườn mình. Vâng. Những cái tác phẩm từ mọi miền đất nước được anh đón nhận về đây để giao lưu cùng với chúng ta. Vâng. Trong cuốn video đầu xuân ở vườn anh Duy An, chúng tôi gửi đến các bạn hình ảnh của một cây xanh Nam Điền. Vâng. Anh ấy để trên một cái xe đẩy. Một cây xanh Nam Điền có một cái tay một, đó là cái tay hoành, đưa ra rất xa và bay để tạo lên một cái dáng tán lệch. Bây giờ chúng ta quan sát kỹ nhất cái phần cốt bệ của cây này. Xen kẽ là những viên đá để tạo lên một cái sự nó rất là phối hợp, rất là hài hòa. Vâng, đây là một cây xanh Nam Điền mà cũng tuổi đời cũng khá là cao rồi các bạn ạ. Bệ rễ nó trải ra cũng khá đẹp đấy. Cái tay một kia rất là khỏe, rất là đậm. Tay vươn ra giá tay hoành là rất hay đấy. Và đặc biệt hơn cả là chúng ta quan sát cái lá của cây này. Cái lá của cây đã cô lại rất nhỏ, lá rất đều lá đấy. Và cái lượng răm đã tạo lên nhiều năm nay rồi, rất là dày. Rất là cứng này. Rồi. Đây là một cây xanh nói về phần mái tán ấy, là rất kỹ rồi, khỏi phải bàn luôn. Lá rất dày. Cháu xin chia sẻ thêm là cái ông chủ cây là phải nuôi mất 12 năm để làm được một cái cây như thế này. Thậm chí tôi nghĩ là còn phải hơn, chứ thời gian như thế đáng cái gì? Cháu là ý của cháu là chỉ ra bộ tay canh thôi ấy. Còn thì trước đấy thì nó sẽ phải hơn. Đẩy dình dang kia để tôi đi cái đấy rồi. Vì mình cái này mình để giữa mình đi xung quanh được, không cần phải chuyển xe. Vâng, phía bên này chúng ta nhìn cái bệ của cũng đẹp này. Thậm chí phía bên này tôi nhìn thì còn có cái nét đẹp hơn phía bên kia. Bệ rất đẹp, tuyệt vời. Đấy, các cái vết cắt của những cái mầm thở đã được bọc về mép rồi. Nói chung tạo ù cục nhiều rồi. Đây là một cây xanh Nam Điền và tay canh để làm khá là rụt rịt đấy. Vâng. Làm theo lối cắt giật. Mà một cái bóng cây là bóng cây dáng lùn lực. Đúng là cái lối chơi hiện tại bây giờ anh em chúng ta hay chơi. Anh kéo cái chiều cao từ mặt chậu lên đỉnh đi. Chiều cao chỉ 60cm thôi bác ạ. 60 à? Vâng. Và bay tán à? Chiều rộng nó ra là 1m3 bác ạ. Rồi. Anh quàng cái thân ở cái vị trí... trên cổ thân thôi chứ không đo gốc nữa. Được rồi. Để nó vuông góc với thân đấy. Anh nâng cái thước lên đấy, được rồi. Vị trí cho đang là 52. 52 xong rồi. Sáng cây đẹp quá nhỉ. Cháu xin báo giá 58 triệu nhé. Vâng, giá 58 triệu. Anh cho tôi xin cái ảnh bìa cái cây xanh Nam Điền của anh. Báo giá 58 triệu đây. Rồi tôi chụp nhé.
xong rồi. Vâng, và chúng ta đến với anh Duy An, địa chỉ xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội, qua số điện thoại 0964 894 và 094. Vâng, chia tay với cây xanh Nam Điền, chúng ta đến với một cây tầm mini, nhìn cũng rất là hay, đó là một cây vối. Vâng, cây vối để mà lấy lá đun nước uống giải nhiệt đây. Đấy. Thế là mình chơi cờ thì nó có cờ này kìa, và cái cờ này cháu thấy rất là hay. Có khách đến là chỉ cần vặt 2-3 lá cho bằng ấm trà. Thế là có ấm nước. Cái này nhẹ nhàng, một tay bê nhẹ nhàng ấy nhỉ. Vâng. Anh nâng lên nè. Vâng, đây rồi, đẹp đấy. Cây vối này mà giao lưu giá nào anh? Cho đang báo xin báo giá là 4 triệu 2 nhé. Giá 4 triệu 200 à? Vâng, chiều cao chỉ có 25 cm thôi bác ạ. Chiều rộng là 45 ạ. Vâng. Theo anh Thần thì được khoảng 18 bác ạ. Đây rồi, 4 triệu 200 cây vối. Rồi, di chuyển tiếp. Tiếp theo là một cây sung bác ạ. Vâng, chúng ta đến với một cây sung này. Cây sung được đặt trên viên đá thấm thủy. Vâng, phía dưới là một cái khay để chứa nước, dẫn nước lên cây sung cũng được. Đấy. Đầu xuân năm mới một cái sung cho lắm lộc các bạn. Vâng, sung nhiều, lộc nhiều như sung. Sung túc. Sung sướng là 39 bác ạ. Chiều cao của cây 39. Thôi cái đấy không phải đo tàn anh ạ, sung không đo tàn. Và anh đo mỗi cái gốc dưới này. Này này nó cũng khá là khúc khỉu như con rồng ấy. Rồi. 16. 16. Được rồi. Cây này bao nhiêu anh? 1 triệu 8 bác ạ. 1 triệu 800. Ok nhá. Tiếp theo một cái vạn tuế bác này. Vâng. Cái vạn tuế để bàn. Cặp đôi cây vạn tuế. À, dưới này có mấy cây tử nữa. Ai chà, trông như là phu thê dưỡng tử. Vâng. Hay đấy. Vâng. Rồi. Cái này thì cháu xin báo giá là 1 triệu nhá. Vâng, giá 1 triệu cả cái khay nước ấy, đúng không? Vâng. Rồi, ok rồi. Tiếp theo là một cây sơ ri bác ạ. Vâng. Cây sơ ri. Vâng. Quả sơ ri chín hồng chín đỏ đây. Cái cây này thì nó đã từng ra hoa và có quả rồi bác ạ. Nhưng mà bây giờ mình phải cho nó thả rông lên đấy. Vâng. Thì nó mới kết được trái, nếu không nó chỉ có ra hoa xong nó lại rụng thôi. Chiều cao của cây là 90 ạ. Chiều rộng là 84. Khoanh thân là 20. Cháu xin báo giá là 11 triệu nhé. 11 triệu. Vâng. Được rồi. Tiếp theo là một cây hoa sứ các ạ. Vâng, chúng ta đến với cây hoa sứ ở bên cạnh đây. Vâng. Cây hoa sứ dáng đổ đây, đổ treo. Vâng. Cây hoa sứ này nó thích hợp ở trồng một cái chỗ quạt thì đẹp hơn. Ừ. À, mưa thì trong chưa thay chỗ. Nó được làm theo cũng là cây cắt giật bác ạ. Bác theo những cái đường cắt giật của nó này. Nó không phải là cây mà thả tự nhiên. Chiều đổ xuống là 8 lần bác ạ.
cháu xin báo giá cái này là 9 triệu nhá. Vâng, giá 9 triệu. Cây này mà hôm nay nó đeo hoa như là cái cây này có phải càng cua không? Phải càng cua. Cũng càng cua đúng không? Vâng. Cây hoa sứ mà hoa nó cứ rực rỡ như cây càng cua này thì đẹp quá nhỉ. Vâng. Đấy. Nó là nhiều nụ lắm nhưng mà kiểu lạnh quá nó chưa ra hoa. Giá 9 triệu. Vâng. Rồi, di chuyển tiếp nhá. Khóm trúc đây. Vâng, khóm trúc. Vâng, khóm trúc được đặt trên viên đá cũng là đá thấm thủy. Vâng. Mà chủ nhân lại vê cái đường xi để tạo thành những cái ruộng bậc thang này đẹp không các bác? Vâng. Đấy. À, chúng ta cảm thấy là cái ruộng bậc thang ở ở miền vùng cao đây. Trên đó là khóm trúc. À, cũng một người bê được nhẹ nhàng. Vâng. Giá bao nhiêu tiền anh? Cái này là 1 triệu 8 bác ạ. Vâng, giá 1 triệu 8. Vâng. Được rồi. Cái khóm trúc này người ta bảo cũng lâu lắm lắm cái trúc. Trúc này anh biết người ta gọi là trúc gì không anh? Không, trúc không biết đâu. Tôi bảo anh nhá. Vâng. Đây người ta dùng gọi là trúc xe điếu. Vâng. Cái điếu bát mà các cụ hút thuốc lào ấy. Vâng. Thì người ta hay làm cái xe điếu bằng cái trúc này này. Vâng. Đấy, có thể gọi là trúc xe điếu nhá. Nhưng mà cái này có lâu lắm không bác? Cũng lâu rồi. Nhưng mà nhìn vui bác nhỉ? Vâng, vui. Được. 1 triệu 8. 1 triệu 8. Để bàn. Rồi. Cho đến cây gạo đi anh. À vâng. Phải cây gạo đây không? Vâng, cây gạo dựa vào vách đá này. Nhưng mà chắc là năm nay nó chưa ra hoa được bác ạ. Ra nào được, chưa ra được. Năm nào nó chưa ra hoa mà chả nó ra hoa. Cháu thích cái gạo có hoa lắm nhưng mà cháu chưa thấy cái nào có. Chiều cao 85 bác ạ. Ừ. Chiều rộng là 65. Cháu xin báo giá là 4 triệu nhé. Giá 4 triệu. Được rồi. Nổi gai đây rồi. Ok, tiếp nhá. Tiếp theo là một cây mai chiếu thủy đó này. Vâng, cây mai chiếu thủy. Vừa rồi anh vặt hết lá rồi, chắc sắp chuẩn bị nó ấm lên nó bắn lộc rồi có hoa luôn. Sau Tết là mùa hoa mai chiếu thủy mà. Vâng. Đây là một cái mai nu có cồn bác ạ. Ừ. Nhưng về độ tay canh là nó khá là kỹ thôi. Chiều cao là 66 ạ. Chiều rộng là 96. Cháu xin báo giá là 10 triệu nhé. Vâng, cây mai giá 10 triệu. Vâng, và đây là số điện thoại của anh Duy An để chúng ta giao dịch. Di chuyển tiếp anh ơi. Vâng, đây là cây hoa ngâu. Cây ngâu đây là một cây ngâu trái. Thì nó ra hoa nó sẽ kết trái mất ạ. Cây nào cũng có trái mà, nhà tôi có hai cây có trái tất. Cứ gọi là cây hoa ngâu thôi. Wow. Chứ nó không phân biệt là ngâu trái, ngâu không đâu. Ví dụ sam, linh sam, hoa, à, cây sam thì có thể sam trái, sam bông. Wow. Nhưng cây ngâu cứ gọi là cây hoa ngâu thôi. Vừa rồi nhà tôi là nó chín đỏ như là cái quả cây nguyệt quế. Wow. Giống lắm. Nó như gọi là lá như nhau à? Ừ. Cái này thì theo chỉ báo giá là 14 triệu nhá. Vâng. Trước anh có cây ngâu rõ đẹp mà. Vâng. Cây ngâu ấy hồi đấy bán cũng tiếc cây đẹp thế. Vâng. Cây này là giá 14 triệu à? Vâng, chiều cao là 60 ạ. Chiều cao 60. Chiều rộng là 88 ạ. Rồi. Cái hoành thuần này là 26. Chỗ nào? Hoành thuần ở đấy. Chỗ đấy là 26. Vâng. Ở dưới là sẽ to hơn. Được rồi. Di chuyển tiếp. Tiếp theo là một cây băng lặng. Vâng.
Để kết thúc cuốn video này, chúng ta đến với một cây bằng lăng này. Cây bằng lăng hoa tím à? Vâng. Cây này lần trước có hoa sao nhỉ? Đúng rồi ba. Rồi. Có lần tôi quay cây này nó đang trổ hoa mà. Hoa tím nhạt đúng không? Vâng. Đúng rồi. Nó như là hoa tường vi nhưng mà nó khác màu. Hoa tường vi màu hồng, còn cái này màu tím. Màu tím nhạt. Chiều cao của cái là 105 bác ạ. Rồi. Chiều rộng của cái cũng là 105. Cái hoành thon ở vị trí dưới đây nó là 44 ạ. Vâng. Ở trên đây là 26. Các xin báo giá là 14 triệu nhé. Giá 14 triệu. Vâng. Vâng. Được rồi, ok. Vâng, tới thời lượng này Độ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video này tại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục nối tiếp bằng những cuốn giao lưu với vườn anh Duy An tiếp theo.